Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 18 tháng 7 năm 2023, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hai số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Thì hôm nay thì em cũng sẽ chia những cái loại lan mà em sẽ bán nhiều loại lan và đã chia ra thành từ những phần nhỏ với giá rất là rẻ. Cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cây lan đẹp và rẻ nhất ạ. Dạ, đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan tiểu hồ điệp ạ. Dòng tiểu hồ điệp, một cái loại lan mà có đủ đa sắc màu khi mà nở hoa, cực kỳ là rực rỡ luôn, từ màu đỏ thắm cho đến màu hồng đậm và màu hồng nhạt, màu trắng rất là xinh luôn nhé cô chú anh chị nhé. Nhìn thân lá thôi thì cô chú anh chị cũng thấy là nó rất là nhiều màu sắc rồi, và dễ thuần dễ chăm ạ. Dòng lan tiểu hồ điệp này em xin phép chỉ bán với giá có 130.000 trong 1 kg thôi, và em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là hơn 30.000 thôi, để cô chú anh chị mình sở hữu những chậu tiểu hồ điệp rất là đẹp luôn. Nói là tiểu hồ điệp nhưng cần hoa của nó vươn rất là cao, có thể dài đến cả 50 cm ạ. Và tiếp sang bên này đây là dòng kiều vuông cánh trắng ạ. Cái dòng kiều vuông cánh trắng thì hoa có thể kích để nó nở vào trong thời điểm Tết luôn ạ. Hoa chùm và những cái bông hoa chùm to như những chiếc đèn lồng rất là tuyệt vời luôn này. Và cái dòng lan kiều vuông cánh trắng hàng của ngày hôm nay thì em bán với giá chỉ có 200.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây là dòng Mỹ Dung Dạ Hương, một cái loại lan mà rất là thơm, bông hoa trắng gần như là quế mà thơm, đặc biệt là cực thơm vào, đặc biệt là vào buổi đêm cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng kiều cánh tua nhé cô chú anh chị nhé. Kiều cánh tua là một cái dòng lan hoa chùm vàng, và trên những cái bông hoa của nó sẽ có cánh tua rất là xinh đẹp ạ. Dòng kiều cánh tua này em bán với giá chỉ có 150.000 trong 1 kg. Tất cả những cái dòng kiều thì đều rất là dễ thuần dễ chăm. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo môi tua. Bên này là cánh tua, còn bên này sẽ là cái môi của cái bông hoa, sẽ là có môi tua rất là độc đáo và đẹp luôn. Cái dòng hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ đấy ạ, với những chùm hoa vàng sát bóng. Với giá em bán ở đây là 130.000 trong 1 kg thôi. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng giáng hương đuôi sóc. Những cây giáng hương đuôi sóc lá xếp rất là xinh như thế này. Dòng lá xếp về rất là xinh, cây không quá lớn và cũng không quá nhỏ, đủ tầm ghép. Và giáng hương đuôi sóc em bán 130.000 trong 1 kg. Em cũng sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là cái dòng giáng hương cẩm báo, một cái loại lan mà thơm từ thân lá luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng này thì cái bản lá của nó rất là dày và mọng nước, nên là khi mà vận chuyển đóng gói trên rừng về ấy, thì để mà giữ được những cái lá đẹp thì cực kỳ là khó luôn. Tuy nhiên thì cái lô cẩm báo này cô chú anh chị nhìn thấy là người ta giữ được lá rất là tốt nhá. Và dòng cẩm báo này thì rất là dễ sống luôn. Nhìn cây như vậy thôi nhưng mà cô chú anh chị về trồng đúng 1 tuần thôi thì là khác hẳn thôi. Và cái dòng cẩm báo này em bán với giá chỉ 150.000 cho 1 kg thôi. 150.000 cho 1 kg thôi là em cũng sẽ bán từ 0,3 kg luôn, tức là với 0,3 là cô chú anh chị sở hữu một cái giò cẩm báo xinh rồi, mà cái hàng này thì gần như ai cũng thể trồng được luôn cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây sẽ là hoàng thảo vẩy rồng này cô chú anh chị này. Hoàng thảo vẩy rồng em bán với giá là 110.000 cho 1 kg thôi. Và bình thường cô chú anh chị thấy là chắc chắn một điều là những nơi khác người ta không có nơi nào người ta bán dưới giá 150.000 cho 1 kg hoàng thảo vẩy rồng đâu ạ. Sang bên này đây là sẽ là cái dòng lan đùi gà dẹt nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng đùi gà dẹt thì cái dòng này thì hoa sẽ nở khá là sát Tết vào những cái thân như thế này này. Thì Tết tới này là xuân tới này nó sẽ là những cái thân cho hoa cô chú anh chị này. Và dòng đùi gà dẹt này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 160.000 cho 1 kg thôi. Em cũng sẽ bán từ 0,3 kg. Và sang bên này đây là một cái loại lan mà em nghĩ rằng cô chú anh chị ngắm thì ai cũng đều yêu mến. Đó là cái dòng lan bạch hỏa hoàng ạ. Bạch hỏa hoàng thì em bán với giá sẽ là 220.000 cho 1 kg.
Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan bạch hỏa hoàng này. Đó, hoa của nó sẽ là cái lưỡi của nó màu cam cực kỳ là nổi bật trên nền cánh hoa màu trắng rất là xinh đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Màu cam đỏ rất là đẹp trên cái nền hoa màu trắng cực nổi bật như vậy ạ. Và bông hoa cũng rất là to. Đây là cái dòng bạch hỏa hoàng, em bán với giá sẽ là 220.000 trong kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 44.000 thôi. Cô chú anh chị có thể sở hữu cho mình những cái cây bạch hỏa hoàng về để trồng, để thưởng thức những bông hoa rất là xinh đẹp này rồi. Và đặc biệt sang bên này đây là những cây đai châu, hay còn gọi là nghinh xuân, ngọc điểm. Với dòng lan mà trong những ngày Tết những người chơi lan chắc là không thể thiếu trong sân vườn của nhà mình rồi. Thì ở đây em có dòng, đây là trước mặt cô chú anh chị, đây sẽ là dòng châu rừng bắc trụ cô chú anh chị nhé. Hàng thì gần như là không có lỗi lá. Đấy, gần như là đạt là trên 90% là không lỗi lá cô chú anh chị nhé. Và giá em bán ở đây sẽ chỉ có 240.000 cho 1 kg thôi. Và 1 kg ở đây nó sẽ rơi khoảng tầm 8 cho đến 12 cây trên 1 kg cô chú anh chị ạ. Và những cây này thì mùa tới đều có thể cho hoa hết nhé cô chú anh chị nhé. Với 240.000 cô chú anh chị lấy 1 kg có thể về ghép ngay được một cái trụ đai châu rất là đẹp để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết ạ. Đấy là dòng châu rừng. Còn sang bên này đây sẽ là dòng châu Thái, cô chú anh chị nhìn này, dòng châu Thái. Đây là dòng châu Thái bắc trụ ạ. Lá bản lá mít rất là đẹp luôn như thế này cô chú anh chị. Và hàng này là hàng bắc trụ của rừng Việt Nam nên cây nó mới được đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Còn thì những cái hàng mà bắc trụ của hàng Thái, bắc không phải bắc trụ mà bắc của hàng Thái ấy, thì phần đa gần như 100% là hàng lỗi lá, nhìn rất là xấu và cây về cực kỳ là khó sống. Còn cái này là cái hàng bắc trụ của rừng Việt Nam là tuyển những cây rất là đẹp như thế này về cô chú anh chị có thể dễ dàng trồng trụ, trồng chậu đều rất là đẹp. Bản lá cực to luôn cô chú anh chị nhìn này, xếp đẹp và lá to. Em bán 1 kg này với giá là 370.000 trong kg. Và hàng này cũng sẽ rơi khoảng tầm 8 cho đến 12 cây trên 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, 8 cho đến 12 cây đai châu như thế này, giá 370.000. Và cô chú anh chị mua 1 kg đai châu Thái này thì cô chú anh chị cũng có một cái, có thể ghép được một trụ quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Chỉ có hơn 300.000 thôi. Đó là một trụ lan đai châu nghinh xuân ngọc điểm thưởng thức hoa Tết đa màu sắc tuyệt vời luôn như vậy đấy ạ. Bên này thì hôm nay em còn có hai lô nhất điểm hoàng duy nhất ạ. Cái lô này em bán với giá 30.000, 30.000. Cái lô số 2 là giá chỉ có 20.000 thôi. Và sang bên này đây thì hoàng thảo nghệ tâm ạ. Hai cái lô hoàng thảo ngoại tâm, mỗi một lô là một ôm to đùng luôn như thế này. Nó còn có tên là thạch hộp viên dáng ạ. Và 50.000 cho một cái lô hoàng thảo nghệ tâm như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm. Đây là cái mặt bông của dòng lan hoàng thảo nghệ tâm, hay còn có tên là thạch hộp viên dáng. Một cái lô nghệ tâm lên mầm chi chít và một phần rất nhiều như vậy, giá có 50.000. Sang bên này đây thì em có hai cái lô dáng hương đuôi trồn. Mỗi một lô như thế này thì cô chú anh chị cũng có thể về trồng được những giò trồn xinh luôn rồi cô chú anh chị này. Lô này em gọi là lô số 1, 7-8 cây gì đó em bán là 45.000. Và lô số 2 này, hơn chục cây luôn cô chú anh chị nhé. Hơn chục cây đuôi trồn ở đây em bán với giá là 50.000 ạ. Và ở bên này thì em có một cái phần phi điệp vàng. Dòng phi điệp vàng cái lá mỏng và thân rất là to. Cái hàng này thì dân người ta vận chuyển trên rừng về thì không giữ được lá nên là nhìn nó có phần là xấu mã như thế này. Nhưng mà em đảm bảo một điều cô chú anh chị là không có mùa nào mà ghép phi điệp vàng tốt hơn mùa này cô chú anh chị nhé. Cây thì đang chuẩn bị là lên mầm chồi tơ mới, mầm gốc mới. Và nó lại đang chuẩn bị mùa hoa nữa mùa mới ạ. Và em bán với giá là 70.000 cho phần này. Bên này đây sẽ là cái dòng dáng hương quế tím, một cái loại lan mà cũng cực kỳ là xinh đẹp luôn cô chú anh chị nhìn cho em mặt bông quế tím này. Vài nhánh quế tím nhỏ thôi mình cũng có thể sở hữu ngay một giò quế rất là đẹp như thế này. Và quế tím thì em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg luôn, tức là 30.000 thôi. 30.000 thôi thì cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những giò quế tím xinh nhá cô chú anh chị nhá. Những giò quế tím rất là đẹp luôn rồi ạ. Đây em có 3 phần hoàng thảo hoàng lạp này. Em gọi đây là cái hình số 1 này, là một cái dề hoàng thảo hoàng lạp cực đẹp luôn như này. Em bán cái dề này với giá là 70.000 cô chú anh chị nhé, 70.000. Quá là đẹp trong một cái dề hoàng lạp ạ. Phần tiếp theo sẽ là phần số 2. Mỗi phần hoàng lạp này thì cô chú anh chị cũng về ghép được một giò rất là xinh luôn. Em bán với giá là 45.000 ạ. Và phần tiếp theo sẽ là phần số 3 này. Phần số 3 hoàng thảo hoàng lạp về là một giò cực kỳ tuyệt vời luôn, em bán 50.000. Và tiếp sau bên này đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ, những cái giò lan trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhé. Và đây sẽ là mặt bông trầm rồng đỏ. Nói chung là cái dòng trầm rồng đỏ này thì đã là trầm thì hoa cực thơm, bông hoa to như là dòng trầm rừng ạ. Mà lại
sai hoa. Đấy, bông hoa cánh bầu tròn đẹp như là trầm rừng mà lại to hơn cô chú anh chị nhé. Và chắc chắn là và những cái người ai mà đã chơi lan thì đến Tết những cái giò trầm rồng đỏ này là một cái lựa chọn để người ta có thể thưởng thức được những cái bông hoa hoa đỏ thắm và thơm nức cho những ngày Tết đến như thế này. Và ở đây thì em có 3 giò trầm rồng đỏ thôi cô chú anh chị ạ. Trước đây vài thân vài trăm nghìn thì hiện tại một cái chậu này em gọi là chậu số 1 này, 5 thân với giá chỉ có 100 nghìn cô chú anh chị nhé. Giò tiếp theo số 2 ạ, trầm rồng đỏ số 2, một cái chậu 2 thân, thân to như cái ngón tay cái luôn ạ, nụ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cao 4-50 cm. Giò này hứa hẹn là Tết sẽ là hoa tuyệt vời. Em bán với giá cũng 100.000. Và giò tiếp theo sẽ là giò số 3. Cái giò này cũng là, cái giò này là cũng bao nhiêu, 5 thân ạ, 5 thân cô chú anh chị nhé. Và cũng với giá là 100.000 đó. Và sang bên này đây thì em có dòng lan trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi. Thực ra thì cái tên của nó là dòng trầm cổ nhé cô chú anh chị nhé. Tuy nhiên thì nó được giữ giống rất là lâu rồi. Chính vì vậy mà ngoài tên trầm than củi thì nó còn có tên là trầm cổ. Đây là cái mặt bông của nó, sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Tím đậm đà, tím đỏ, tuyệt vời như vậy ạ. Và một cái chậu trầm cổ như thế này em bán với giá chỉ có 110.000 cho một chậu thôi. Và cái số thân của nó sẽ phải rơi từ 6 thân trở lên. Và cô chú anh chị mà chăm đạt thì những cái chậu trầm cổ này này nó phải dài đến 2 m và to như cái ngón chân cái luôn nhé cô chú anh chị nhé. Sau bên này đây sẽ là dòng kiều lộc bắc ạ. Một cái chậu kiều lộc bắc, bắc rất nhiều thân luôn đây cô chú anh chị. Đó, hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị một mùa hoa Tết tuyệt vời. Dòng kiều lộc bắc ạ. Kiều vuông lộc bắc ở đây ạ, em bán với giá là 180.000 cho một cái giò kiều vuông lộc bắc này. Và sang bên này đây thì em có những cái cây lan mà cũng nở hoa. Nở hoa rất là Tết, rất là tuyệt vời. Đó là giả hạc chấp Mỹ, cô chú anh chị ạ. Mỗi chậu giả hạc chấp Mỹ này sẽ rơi khoảng tầm 2 thân hoặc là 3 thân. Đấy, chiều cao của nó thì phải dài khoảng tầm 50 cm trở lên cho một thân cô chú anh chị nhé. Và một chậu giả hạc chấp Mỹ này thì em bán với giá là 110.000 cho một giò. Với những cái bông hoa cánh tím chớp rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sai thì sai bông thì thôi rồi cái dòng này này. Sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em những bảng long tu xuân. Dòng long tu xuân hoa cực kỳ là sai ạ, mướt ạ, một cái dòng lan rừng gọi là rất là đẹp trong tất cả những cái mặt bông của dòng lan rừng đấy ạ. Sai bông, cái dòng long tu xuân thì sai bông tuyệt vời luôn nhé cô chú anh chị. Em bán một cái bảng long tu xuân như thế này, em sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái bảng đẹp nhất cô chú anh chị ạ. Với giá là 140.000 cho một cái bảng long tu xuân cực kỳ là mướt như vậy. Và sang bên này đây thì em có những cái giò lan hạc vĩ thiên cung lữ bố. Một cái dòng lan mà phải nói rằng là cô chú anh chị ngắm mặt bông cho em. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em mặt bông hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Nó không phải như hạc vĩ rừng mà hoa đậm đà, hồng đậm, tuyệt vời như vậy cô chú anh chị nhé. Và cây này thì không dài lắm nhưng đặc điểm là rất là sai bông như thế này. Một cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ, rơi từ khoảng tầm 8 cho đến chục thân trở lên. Đảm bảo cho cô chú anh chị sẽ có một cái giò thiên cung lữ bố tuyệt vời, cực kỳ là xuất sắc ở hoa xuân tới này. Thì em bán một cái giò như vậy với giá chỉ có 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Sau bên này đây sẽ là dòng giả kha oai cô chú anh chị. Dòng giả kha oai, một cái chậu giả kha oai rơi ít nhất là từ 4 thân trở lên. Hàng đi ngọn rất là đẹp như thế này. Thì hàng kha oai hôm nay em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 110.000 đó. Mỗi một chậu lan rất là đẹp và đáng thưởng thức như thế này mà giá của nó chỉ có 100.000, 110.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng thiên nga, đây là dòng thiên nga đỏ ạ. Một cái chậu thiên nga đỏ như vậy là năm thứ 3, thứ 4 hết rồi, những năm trước đã cho hoa. Và một cái giò thiên nga đỏ như vậy em xin phép được bán với giá là 110.000 nhá. Và chắc chắn một điều rằng đến mùa hoa tới không có lý do gì cô chú anh chị không được thưởng thức những cái bông hoa rất là tuyệt vời của dòng thiên nga đỏ này đâu. Bởi vì là vừa rồi nó đã đều cho hoa hết rồi và trồng ổn định trong chậu nhựa mà bằng vỏ thông như vậy hết nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em là những siêu phẩm đen rỗ úc mắt đen. Hàng hiện tại thì nó đã bắt đầu đi vào cái giai đoạn là thu ngọn nhé cô chú anh chị nhé. Bây giờ đi vào cái giai đoạn thu ngọn rồi. Một chậu, chậu nào chậu đấy, đấy hơn chục thân nặng chĩu tay luôn cô chú anh chị ạ. Cái xum xuê và khủng như thế này, chiều dài 5-60 cm và đang đi vào giai đoạn thu ngọn rồi. Hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị những cái tác phẩm vô cùng là tuyệt vời ở Tết tới nhé cô chú anh chị nhé. Nặng chịu luôn, hơn chục thân một giò, một cái loại lan mà hoa vừa đẹp vừa thơm, bền, độ bền hơn 2 tháng luôn. Một cái giò như thế này chỉ có giá 230
30.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây thì em có dòng hoàng thảo hoàng lạp, em có bán hàng từng phần bên kia cũng rất là rẻ đúng không ạ? Rất là rẻ luôn. Thì nếu như cô chú anh chị mà mình không biết ghép hoặc là không có giá thể đủ giá thể để ghép, cô chú anh chị có thể mua cho em những chậu này có 120.000 cho một cái chậu hoàng thảo hoàng lạp đã thuần như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em có một cái loại mà hiện tại được rất nhiều người ưa chuộng bởi cái mặt hoa đẹp dễ thuần mà lại rất là thơm, đó là dòng Korat Koki, một cái loại lan mà lai giữa cái cây cửu bảo tiên và hoàng nhạn cô chú anh chị nhé. Khi mà sổ thì bông hoa to của cửu bảo tiên và thơm nức của cái dòng hoàng nhạn, nên là đây là một cái mặt bông mà được rất là nhiều người ưa thích. Đây cô chú anh chị này, sẽ có những cái bông đậm, cũng sẽ có những cái bông nhạt màu. Và những cái cây này, những cái chậu này cô chú anh chị về chỉ cần trồng 1 năm thôi, sang năm là sẽ cho hoa cô chú anh chị nhé. Một chậu là gồm có 2 cây, thường là sẽ là một cây ngắn và một cây dài cô chú anh chị ạ. Và một chậu như vậy em chỉ bán với giá có 110.000 cho một chậu thôi. À 120.000 chứ, 120.000 cho một cái chậu Korat Koki này. Và riêng cái hàng này này, người ta nhà vườn, những nhà vườn người ta trồng thuần xong rồi, đây đúng 1 năm thôi là cho hoa. Và riêng 1 năm sau khi mà người ta đã trồng ra hoa như thế này thì một chậu như vậy người ta sẽ phải bán 700-800.000 cô chú anh chị nhé. Mà dòng này em đảm bảo cô chú anh chị luôn là không hề khó trồng một chút xíu nào luôn ạ. Vất vưởng ở đâu nó cũng sống cô chú anh chị nhé, chứ không hề là khó sống. Thế tội gì mà mình đi lấy những cái chậu mà người ta trồng như thế này rồi 700-800.000, thay vì mình mua một cái chậu đẹp như thế này về tự trồng, một năm có hoa như vậy với giá chỉ có 120. Và em đảm bảo cô chú anh chị rằng là không nơi nào có giá 120 luôn cô chú anh chị ạ. Cái cây cửu bảo tiên này bình thường em thấy là người ta bán một cây đơn thôi, chậu cây đơn hơn 150 rồi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ cô chú anh chị. Dòng lan vũ nữ thì có ưu điểm đó là nở hoa quanh năm, hoa rất là thơm và cực bền hoa luôn. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng vũ nữ mèo cam. Những bông lan vũ nữ mèo cam rất là xinh đẹp, hiện tại đang nở này. Cô chú anh chị nhìn kỹ có thể thấy là cái hình ảnh của nó, bông hoa của nó giống như là một chú mèo luôn, một mặt của một chú mèo luôn cô chú anh chị nhé, rất là thơm. Và một cái chậu vũ nữ mèo cam nó rất là khỏe như này, hiện tại thì đều đang có nụ cả, với giá em bán là 180.000 cho một giò. Sang bên này đây là dòng lan ngọc nữ thì cũng đang chi chít là nụ luôn này cô chú anh chị này. Dòng này bông hoa tím hồng rất là đẹp luôn, một chậu thì 3-4 vòi nụ trở lên, với giá em cũng bán 180.000. Sang bên này đây thì em có dòng lan, đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh ạ, với cần hoa to đùng dài đến cả mét, và khi mà nở hoa thì cô chú anh chị thoải mái uốn tạo dáng theo sở thích. Và một cái chậu này giả hành to bự, rất nhiều giả hành như thế này em bán là 140.000 thôi. Và đảm bảo một điều là cô chú anh chị nào mà đã được ngắm vũ nữ hoàng hậu xanh thì 100 người thì sẽ là 100 người cảm thấy là cực kỳ là mê với cái mắt hoa của dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh cho chính chị nhá, rất là bền nữa. Bên này sẽ là cái dòng vũ nữ sô cô la baby ạ. Cái chậu, một cái chậu như này phân rất nhiều nhánh và hiện tại thì cây đang chuẩn bị bung lụa đây cô chú anh chị. Em bán một cái chậu này với giá là 180.000, em còn có duy nhất một chậu này thôi. Và ở đây thì em có những cái cây đây là dòng lan cắt lai a, cắt nói là cắt mini cô chú anh chị nhé, nhưng mà thực ra cái bông hoa của nó rất là to. Đấy, sọc dòng lan này thì cái mặt bông của nó là mặt bông cam tươi rất là đẹp luôn, 90.000 cho một chậu này. Hoàng tử áo trắng, một cái loại lan rất là dễ sống dễ chăm, nhiều cặp lá to đẹp như vậy em bán với giá 180 cho một giò hoàng tử áo trắng. Và sang bên này đây thì rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp giá rẻ mà em đã chia ra theo từng hình ở đây rồi. Em xin phép được giới thiệu từng hình một. À đầu tiên thì em có hai cái chậu giả hạc Pháp cô chú anh chị này. Giả hạc Pháp thì hoa em bán với giá 100.000 cho một chậu giả hạc Pháp. Đây là cái mặt bông của dòng giả hạc Pháp đây cô chú anh chị nhá. Sai bông từ gốc đến ngọn, cái sắc hoa đỏ thắm như này. Một cái chậu như thế này để cô chú anh chị chơi hoa Tết chỉ có 100.000 thôi, giá 100.000 thôi. Sang bên này sẽ là những cái hình hài ạ. Những cái cây lan hài. Đây là cái hài hài Vân Nam nhé cô chú anh chị nhé. Dòng lan hài Vân Nam, Vân Bắc. Hiện tại thì Vân Bắc giá cực kỳ là đắt đỏ, giá vài 7-8 triệu cho 1 kg. Còn đây là cái dòng hài Vân Nam, hoa của nó gần tương tự như là cái dòng hài Vân Bắc. Tuy nhiên nên là và là một trong những dòng lan hài mà rất là dễ sống, dễ chăm, hoa lại cực đẹp nữa. Thì ở đây thì em có hình này, em gọi là cái hình số 1 này. Em bán cái hình này với giá là 70.000 đi ạ.
Hình này là 70.000 thôi cô chú anh chị nhá. Về làm cô chú anh chị làm cái giò hải vân rất là đẹp luôn ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 2 này. Hình số 2. Cái hình này thì cái hình này là một cái lô rất nhiều như thế này, em bán cái lô này với giá là 90.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 3, một cái hình hải vân số 3. Cả một cái lô như vậy em cũng bán với giá sẽ là 80.000 cho hình số 3 này. Sang bên này đây sẽ là hình hải vân số 4 ạ. Vài chục nghìn thôi để cô chú anh chị sở hữu một cái loại lan hải rất là xinh luôn ạ. Hình số 4 cũng là 90.000 cô chú anh chị nhé. Và hình số 5. Hình số 5 thì em bán với giá là 70.000 cho cái lô hải vân này. Và hình số 6 ạ. Hình số 6 là cả một cái lô này. Em bán với giá cũng sẽ chỉ có 70.000 ạ. Và bên này đây sẽ là dáng hương cẩm báo. Thì cẩm báo ngoài em bán hàng cân, cô chú anh chị có thể chọn theo hình ở đây cho em nhé. Mỗi một phần như thế này là cô chú anh chị làm một cái giò rất là đẹp luôn rồi. Cẩm báo số 1, số 7 này. Chỗ này là 5 cây cẩm báo. Là một cái giò cực đẹp luôn. Rất là giá trị luôn. Thì cái lô cẩm báo này em bán với giá là 80.000 ạ. Và cẩm báo số 8. Cái lô này có đến 12 cây mà em xin phép được bán với giá là 70.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 9. Lô này, lô cẩm báo này 3 cây. Nhưng mà lại là những cây xếp V, bản lá tròn rất đẹp như vậy. Bán với giá là 70.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 10. Hình số 10, một cái lô cẩm báo này. Cây này dễ sống lắm luôn đấy cô chú anh chị. 4 cây cẩm báo to, đẹp, xếp như vậy. Em bán cái hình này với giá là 80.000 nhá. Hình tiếp theo là hình số 11 ạ. Hình số 11 ở đây cũng là 5 cây cẩm báo to. 5 cây cẩm báo này. Em bán cái hình này với giá 80.000. Rồi ạ, sang bên này đây sẽ là những hình đai châu. Thì đai châu ngoài em bán cái hàng cân bên này thì đai châu rừng thì với giá là 240, châu Thái là 370. Nếu như cô chú anh chị muốn chọn kỹ hơn, cô chú anh chị có thể chọn theo hình ở đây cho em. Hình này em nó là cái hình đai châu Thái cô chú anh chị nhá. Hình này hình đai châu Thái đấy ạ. Một cái phần đai châu Thái 4 cây rất là đẹp như thế này. 4 cây trong đó là có cây bên này cây mẹ con nhá, chú anh chị nhá. Đây này. Lá mít cực đẹp luôn như vậy. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 190.000. Và sang hình tiếp theo là cái hình số 13. Cái hình này có 5 cây. 5 cây châu Thái này, em bán cái hình này với giá sẽ là 180.000 đây. Cây đang bắt đầu bắn rễ non mới này. Và sang hình tiếp theo 14. 14 cái hình châu Thái này. Hình này hình 14. Hình châu Thái số 14 này em bán với giá là 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 15 ạ. Hình 15 này em bán với giá là 140.000 nhá. Hình tiếp theo là hình số 16 sẽ là một cái hình châu rừng. Một cặp đôi châu rừng xinh đẹp. 70.000 cho cả một cặp đôi như vậy ạ. Về cô chú anh chị trồng cái dòng này lên. Đó. Giá trị của nó phải đạt vài trăm nghìn. Đấy. Hình tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 này là 3 cây châu rừng. 3 cây châu rừng này em bán với giá là 120.000. Tức là mỗi cây châu rừng đẹp như thế này có giá 40.000 thôi. Hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Cũng là 3 cây châu rừng này. Giá 120.000. Và hình số 19 ạ. Hình 19 ở đây với giá 110.000. Và hình này có đến 5 cây luôn nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu 5 cánh trắng HO hay còn gọi là 5 cánh trắng hiển oanh. 5 cánh trắng hiển oanh cô chú anh chị ngắm cho em. Cái hoa của cái dòng hiển oanh này, cánh hoa rất là bầu luôn. Cánh hoa bầu rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đấy, hồng dòng hiển oanh nhé. 5 cánh trắng hiển oanh một thời làm mưa làm gió với giá 7-8 triệu một sen. Hiện tại thì cô chú anh chị nào yêu mến đều có thể sở hữu một cái mặt bông em nghĩ rằng là rất là đáng thưởng thức đúng không ạ? Một cái mặt bông 5 cánh trắng cực kỳ là đáng thưởng thức luôn. Em bán cái chậu hiển oanh này gọi là chậu 20. Một cái thân mầm tơ dài tầm 40 cm đến nơi rồi với giá chỉ 90.000 thôi. Và kèm theo một thân già bên kia thoải mái cô chú anh chị về kích. Hình số 21 ạ, chậu này là một cái mầm gốc cao vút và một dàn ki rất là đẹp như thế này. Với giá em bán 100.000. Hình số 22, cái chậu này cũng là một dàn ki mập nú và một mầm gốc rất đẹp. 100.000 ạ. Và hình số 23. Hình số 23, chậu này cũng là một dàn siêu mầm. Một mầm gốc cao vút như này em cũng bán với giá là 100.000. Và hình tiếp theo 29 cũng là một cái chậu 100.000. Sang bên này đây sẽ là những cái phần dáng hương tam bảo sắc. Cái phần dáng hương tam bảo sắc này thì nó rất là dài cô chú anh chị này. Những cây này thì về cô chú anh chị ghép
là thuần đến sang năm sẽ là những cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Hàng cái lô này em gọi là lô số 1, lô số 25, có hai cây mẹ con và một cây rời. Thì cái lô này em xin phép được bán với giá là 80.000 thôi cô chú anh chị nhé, 80.000 thôi ạ. Cho cái hình số 25 một phần mà có ba cây tam bảo sắc dài to như thế này, không phải lúc nào cũng có những cây tam bảo sắc dài đẹp như thế này đâu ạ. Sang hình tiếp theo ạ là hình số 26 là ba ngọn tam bảo sắc, cũng là ba ngọn mẹ con rất là tuyệt vời luôn như vậy. Cái hình này em bán với giá là 100.000. Và sang hình tiếp theo là cái hình số 27. Cô chú anh chị mà lấy khoảng tầm 2 giò thôi ạ là tạo ra tác phẩm rồi cô chú anh chị nhá. Đấy, mà nếu mà cái dòng tam bảo sắc này để mà có được những cây lớn như vậy, nhà vườn mà người ta trồng thuần ấy, giá siêu đắt luôn cô chú anh chị. 300.000, hơn 200.000 thì cô chú anh chị có ngay tác phẩm tam bảo sắc tuyệt vời. Hình số 27, 90.000 cho ba ngọn tam bảo sắc to đùng này. Hình 28 là một cái hình mà tam bảo sắc xếp rụt tuyệt vời luôn như này. Hình này có 4 đầu ngọn nhé cô chú anh chị nhé. Cái 4 đầu ngọn ạ. Ngọn số 1 này xếp rụt rất là đẹp này, ngọn số 2 này, ngọn số 3 và ngọn số 4 này ạ. Ngọn số 4 này thì nó có lỗi ngọn, nhưng mà nó là cây đang mọc hai cây con, và cái ngọn mẹ này bị gãy thì nó mọc ngọn mới rồi. Và cả một cái lô như thế này thì em xin phép được bán với giá là 120.000 cho cả lô này. Và sang hình tiếp theo, hình 29, một cái phần tam bảo sắc cũng là cây mẹ con, 4 cây tam bảo sắc mẹ con cô chú anh chị nhé, 4 cây tam bảo sắc trong đó có hai cây mẹ con đây ạ. Thì chỗ này thì về cô chú anh chị làm một cái giò rất là đẹp luôn. Lô này em bán với giá chỉ có 100.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 30, một phần có cũng là có bao nhiêu nhỉ, 5 ngọn tam bảo sắc tất cả. Và hình này em xin phép được bán với giá là 70.000 này. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 31, một phần tam bảo sắc, chỗ này có 4 ngọn. Chỗ này có 4 ngọn, tuy nhiên thì là nó có hai ngọn, hai cây còn ngọn, còn hai cây lỗi ngọn. Vậy cũng làm giò sinh luôn 50.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hoàng thảo vẩy rồng. Vẩy rồng thì em có bán 110.000 một kg. Cô chú anh chị, 110.000 trong 1 kg cô chú anh chị muốn em cân cái này cũng được. Ở đây em bán gì này với giá 170.000 là hình số 32, hình 33 150.000 và hình số 34 là 180.000 cho về vẩy rồng rất là to này. Và hình 35, một cái chậu giáng hương đuôi cáo cực đẹp cho mùa năm sau. Em bán cái chậu này 200.000 và số 36 cũng là 200.000 và 37 là 180.000. Và sang bên này sẽ là những cái cây tổ quạ. Cây tổ quạ này là những cây tổ quạ này thì nhiều cô chú anh chị hỏi rằng là cắt đi như vậy nó sống không? Bình thường, nó sống bình thường cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị nhìn này, các cái lớp lá của nó sẽ mọc dần lên. Đây cô chú anh chị, ví dụ như là cái cây này đang chuẩn bị mọc lên một cái lớp mới này. Cái cong cong này thì chính là cái lá mới của nó sẽ lên cô chú anh chị nhé. Cắt đi như vậy để cho mình có thể tiện vận chuyển. Và cái cây, những cái cây cây tổ quạ này thì nó mang lại cái lợi ích rất là tuyệt vời. Thứ nhất là tạo ra một cái tiểu cảnh rất là đẹp, một cái cây để cô chú anh chị có thể làm tiểu cảnh trong vườn rất là đẹp. Cái thứ hai ạ, cái thứ hai thì những cái cây tổ quạ này, phần gốc của cái tổ quạ này này, nó rất là giữ ẩm cực kỳ là tốt, nên là nó có thể giữ độ ẩm, và khi mà cái cây tổ quạ này mọc ấy, xòe lá cực rộng luôn, nên là nó sẽ vừa tạo bóng mát này, vừa tỏa ra cái hơi ẩm cô chú anh chị nhé. Tỏa ra hơi ẩm, tạo ra cái không gian vườn vừa mát vừa ẩm ạ. Nên là những cái cây tổ quạ này nếu như trong những ngày nắng nóng mà cô chú anh chị có vài cái tổ quạ trong vườn thì thực sự là một cái sự điều hòa rất là tuyệt vời cho cái không gian của vườn luôn cô chú anh chị nhé. Như là trong vườn của em cũng có vài ba cây tổ quạ, tạo cái không gian rất là ẩm cho cái cây tổ quạ. Cho cái không gian vườn. Ở đây thì em có cái hình này, em gọi là cái hình 41 này, một cái cây tổ quạ rất là to. Rất là to luôn cô chú anh chị nhá. Và cái cây tổ quạ này em xin phép được bán nó với giá là 35.000. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 42. Cái phần này là hai cây tổ quạ tròn đẹp như vậy. Hình này em bán với giá là 55.000 ạ, là cái hình tổ quạ số 42, tổ quạ 43 là một cái giò tổ quạ tròn cực đẹp luôn. Riêng cái giò tổ quạ này em xin phép được bán là 50.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 44, cũng là một cái tổ quạ rất là to. Giò tổ quạ này em bán với giá là 40.000. Và hình tiếp theo 45 cũng là một cặp đôi hai cây tổ quạ đẹp.
Hai cây tổ quạ đẹp của hình 45 này em bán là cặp đôi này là 50.000, và sang hình số 46 một cây cây tổ quạ cũng cực kỳ là khổng lồ. Cái cây tổ quạ này em bán với giá sẽ là 45.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 47, một cây tổ quạ. Một cây tổ quạ xinh như vậy, em bán cây tổ quạ này là 30.000. Và sang hình tiếp theo 48, một cặp đôi tổ quạ này em bán là 45.000. Và hình 49 ạ, một cây tổ quạ cũng rất là khổng lồ ở đây. Rất là khổng lồ ở đây. Thì cây tổ quạ này em xin phép được bán nó với giá là 45.000. Và hình tiếp theo ở đây là hình số 70. Hình số 50 ạ. Hình số 50 cái cây tổ quạ này em bán với giá là 35.000. Và hình 51, một cặp đôi hai cây tổ quạ. Em bán cái cặp đôi này với giá sẽ là 45.000. Và hình số 52 ạ, một cặp đôi tổ quạ này cũng với giá là không, cặp đôi 51 này em bán với giá là 50.000 nhá. Và cặp đôi 52 với giá sẽ là 45.000. Một món quà tuyệt vời từ thiên nhiên đó là mật ong khoái, cô chú anh chị này. Mật ong khoái mở ra thơm nức vàng ươm luôn như thế này. Hàng đảm bảo chất lượng là mật ong rừng cô chú anh chị nhá. Riêng đã nói là mật ong khoái thì nó không có hàng nuôi cô chú anh chị ạ, không có hàng nuôi. Mà cái người ta nói rằng là cái riêng cái mật ong khoái này thì nó có cái tác dụng chữa bệnh rất là tốt luôn. Đó. Thì cái mật ong này thì cô chú anh chị mang về mà làm sử dụng trong gia đình thì thực sự rất là tuyệt vời. Em đảm bảo cô chú anh chị là đây này, còn nguyên tổ cả, nguyên cả ống mật luôn. Cũng như vậy cô chú anh chị nhé, 1 kg mật ong khoái xịn chuẩn rừng em bao rẻ nhất thị trường cho cô chú anh chị với giá 200.000 thôi, 1 kg thôi. Cái này thì em còn có vỏ thông, các chế phẩm dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg, rêu rừng 50.000 cho 1 kg, di xanh 50.000 và di đỏ 60.000, hồng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp, atonic 12.000 cho một gói, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ, xúc cơ thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến 40.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến là 40.000 cho một lọ, và siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ, thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho một lọ, ba loại phân bón thông minh thang trọng có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, và kinkinbun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói, chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi, phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp, phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi, phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dưới chuối, cần châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong trên 2 tháng, sản phẩm bán 35.000 cho một túi 1 kg. Cái sản phẩm phải nói cực hoàn hảo, bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa. Và bên này thì em vẫn còn có thêm sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, em bán 40.000 cho một lọ. Em vừa giới thiệu đến cô chú chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú chị đã theo dõi, em xin phép dừng clip ở đây ạ.